tiểu thương chấp nhận lỗ cũng không thể cạnh tranh với hàng hóa của Trung Cộng. Cho nên nhiều người ở Việt Nam cho rằng thuê mặt bằng cũng chết, mà bây giờ bán online thì cũng tiêu tùng, bởi vì không thể cạnh tranh được. Một bản tin kế tiếp là những ai đứng tên cho khối tài sản khổng lồ của đối tượng Xuân Phúc Nguyệt Thu. Một nguồn tin nội bộ cho biết nhiều tài sản, nhiều tỷ đô la của vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu cho đến nay đang là tâm điểm của dư luận và là thách đố đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công Đồ. Vì họ chưa có giải pháp thỏa đáng để mà thu hồi triệt để. Như thông tin đã đưa trong những ngày vừa qua, vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu đã nhờ những người thân đứng tên khối tài sản khổng lồ này. Thứ nhất là Bùi Thị Thu Hà, vợ của thiếu tướng Đàm Thanh Thế, có họ hàng với Xuân Phúc, anh em ở bên mẹ của đối tượng Xuân Phúc. Hiện nay đối tượng Thế đã viết đơn để mà xin ly dị ả Bùi Thị Thu Hà này. Hai là Nguyễn Thị Thúy Duyên và Nguyễn Thị Ánh Linh, con gái đầu và thứ hai của Nguyễn Quốc Dũng, là anh trai của Nguyễn Xuân Phúc. Thứ ba là Vũ Chí Hùng, con rể, và Vũ Chí Kim là thông gia. Hiện nay coi như Hùng đã ly dị Nguyễn Thị Xuân Trang, nhưng mà Xuân Phúc có xin Hùng tạm thời qua lại cho các cháu con của Hùng và Trang khỏi sốc. Không dừng tại đó, cơ quan điều tra Bộ Côn Đồ đã tìm ra thêm một đầu mối đứng tên tài sản cho vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu, đó là Đặng Quỳnh Ức My. Đặng Quỳnh Ức My sinh năm 1981 tại thành phố Bốn Lù, quê quán là ở bên Hải Nam Trung Cộng, chồng là Trương Hồng Quân. Đặng Quỳnh Ức My tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh và tài chính tại Đại học New Zealand. Năm 2006, khi mới 25 tuổi, Ức My đã nắm giữ chức vụ phó giám đốc điều hành, phó tổng giám đốc thường trực công ty cổ phần Thành Công. Đến tháng 7, 2009, khi mới 28 tuổi, Ức My trở thành nữ tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong tập đoàn Thành Công. Hiện nay Ức My là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của công ty cổ phần Thành Công Biên Hòa. Ức My được Tình báo Kinh tế Hoa Nam tuyển chọn năm 2015, khi đó My mới vừa 35 tuổi. My được tiếp cận với gia đình Nguyễn Xuân Phúc thông qua cha mẹ là doanh nhân Thành Đạt, Quỳnh Bích Ngọc và Đặng Văn Thành, người được mệnh danh là đại gia ngân hàng, nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank liên tục trong 18 năm. Tuy nhiên, vào năm 2014, Sacombank đã bị gia đình ông Trầm B thâu tóm và sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam. Chính sự liều lĩnh này mà dẫn Trầm B và các thành viên thân hữu vào con đường lao lý đầy chông gai, để từ đây gây ra những ân oán hận thù dai dẳng giữa gia đình Trầm B và gia đình Đặng Văn Thành, mà đạo diễn chính đứng sau hệ lụy này bây giờ lộ ra là đối tượng Xuân Phúc. Cần nói rõ thêm, Đặng Văn Thành và thân đất Nam thời Đồ Hoành là hai nhân vật đắc lực dùng tiền của chạy chức cho Xuân Phúc, từ một gà què mà lên lập đỉnh ký. Ngoài ra, hồi lúc Xuân Phúc đang làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ, thì Nguyễn Thị Minh Kỳ sinh năm 70, quê quán Quảng Ngãi, hiện là chủ tịch công ty cổ phần ô tô Đô Thành, đã cung phụng vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu như là con phụng dưỡng cha mẹ. Từ cái tâm cho tới đôi tất, quần áo lót của gia đình Xuân Phúc Nguyệt Thu là ả Kỳ đều đi bên Nhật Bản để mua sắm. Ả Kỳ cũng là trung gian dẫn Đặng Văn Thành đến gặp vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu và suối Nguyệt Thu mua các cổ phần của công ty Sacombank. Nguyệt Thu cho em trai là Trần Công Tấn đứng tên giùm, Tấn là chủ nhân của các đập thủy điện Sông Tranh 1 và 2, vì siêu lợi nhuận mà bỏ qua các yếu tố kỹ thuật an toàn cho người dân, gây thảm họa môi trường và cản trở các hoạt động của dòng hải lưu, làm thiệt hại đến nền nông nghiệp của đất nước. Nguyễn Thị Minh Kỳ còn có em trai Nguyễn Văn Cũ là thành viên hội đồng quản trị Sacombank và là đệ tử thân tín của đối tượng Đặng Văn Thành. Nguyễn Văn Cũ từng là thành viên hội đồng quản trị độc lập Sacombank vào năm 2013 cho đến tháng 6 2017 và là phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Bản Việt vào ngày 24 tháng 5 2010 cho đến 28 tháng 9 2012. Hiện nay Nguyễn Văn Cũ là chủ tịch tập đoàn Đô Thành, gọi tắt là Đô Thành Group. Đặng Văn Thành là người giới thiệu, cũng là chủ hôn cho Vũ Chí Hùng và Nguyễn Thị Xuân Trang cưới nhau. Đối tượng Thành cũng đứng tên hai căn biệt thự ở bên Mỹ này cho đứa con trai thứ hai của vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu là Nguyễn Xuân Hiếu. Nguyễn Xuân Hiếu được mệnh danh là hoàng tử ngủ lười, sang Mỹ du học nhưng mà Hiếu cứ cầm sách là ngủ, đến lớp là ngã như sấm sét, cho nên Thành phải sang Hoa Kỳ chuyển trường cho Hiếu hai lần. Trường tư do người Hoa điều hành, cho nên Thành xin được bảng điểm tốt cho đối tượng Xuân Hiếu. Quay trở lại Đặng Quỳnh Ức My, ả My không chỉ đứng tên tài sản cho vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu mà còn dùng tiền dơ bẩn đó trực tiếp kinh doanh tạo lợi nhuận cho gia đình Xuân Phúc Nguyệt Thu. Năm 2019,
coi như là Phúc công khai nhận ức My làm con nuôi của mình. My hiện nay tập trung kinh doanh đường mía, giáo dục, y tế, bất động sản, chứng khoán. Hiện nay gia đình Đặng Văn Thành đang mâu thuẫn trầm trọng vì Đặng Văn Thành yêu cầu con gái rót tiền cho anh hai Đặng Hồng Anh và em trai út Đặng Quỳnh Thái Sơn, nhưng mà ức My nhất quyết không thực hiện nhằm giữ uy tín với gia đình cha nuôi là Xuân Phúc Nguyệt Thu. Theo thông tin nội bộ từ gia đình Đặng Văn Thành thì Nguyễn Quỳnh ức My đang nắm giữ khoảng 2 tỷ đô la của nguyên thủ tướng chính phủ, cựu chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Cộng là Nguyễn Xuân Phúc và đệ nhất phu nhân là Nguyệt Thu. Khổ như vậy đó. Bản tin kế tiếp là Xuân Phúc đã viết đơn và xin trả lại 100 triệu đô la tiền hối lộ của ả Trương Mỹ Lan để mà xung vào công quỹ. Coi như là đối tượng Xuân Phúc, Nguyệt Thu muốn bò giáp vàng, coi như là làm im vụ mình. Một tin trong Trấn Ương báo cho biết là Xuân Phúc đã tự nguyện viết đơn lên Bộ Chính trị để mà gửi tới Tô L để xin nộp lại 100 triệu đô la tiền hối lộ của Trương Mỹ Lan để mà vào ngân sách của Bộ Côn Đồ, với điều kiện là bò giáp vàng và Bộ Chính trị phải ra văn bản là không truy cứu trách nhiệm hình sự cho gia tộc của Xuân Phúc, không được bắt bất kỳ ai trong dòng họ của Xuân Phúc và Nguyệt Thu. Nói miệng ai tin, cho nên Bộ Chính trị và đối tượng Tô L phải ra văn bản hẳn hoi thì Xuân Phúc mới là trao 100 triệu đô la xung vào công quỹ. Coi như đối tượng Xuân Phúc rất thuộc lời giải bất hủ của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Cho nên Xuân Phúc đòi Bộ Chính trị phải ra văn bản đàng hoàng là không đụng tới bất kỳ dòng họ nào của Xuân Phúc Nguyệt Thu, chứ không thể nói bằng miệng được. Coi như là đối tượng Xuân Phúc cũng khôn đó. Hối lộ 100 triệu đô la, nhưng mà tiền này là tiền của Trương Mỹ Lan, cho nên bây giờ đòi xung vào công quỹ, đòi đưa 100 triệu đô la với điều kiện là không bắt bất kỳ những người thân nào của đối tượng Xuân Phúc. Gọi bình dân là coi như hối lộ cho bộ côn đồ của Tô L. Giờ coi như là Xuân Phúc đã không còn đường để chạy tội rồi. Bởi vì Trương Mỹ Lan đã khai ra rõ ràng rồi. Bây giờ biết là ăn không được rồi, cho nên chấp nhận ối ra 100 triệu đô la của Trương Mỹ Lan. Nhưng mà với điều kiện là Xuân Phúc nộp lại 100 triệu đô la cho bộ côn đồ của Tô L, thì Tô L phải ra văn bản ở trước Bộ Chính trị là không truy tố gia đình của Xuân Phúc. Nguyên nhân đơn giản là Xuân Phúc Nguyệt Thu thấy là nuốt không trôi, cho nên bây giờ Xuân Phúc Nguyệt Thu mới nhả ra để cho bò giáp vàng Tô L để đổi lấy quyền miễn truy tố, lấy 100 triệu đô la tiền hối lộ của Trương Mỹ Lan để đổi lấy sự bình yên cho dòng tộc, cho mạng sống. Coi như đây là tiền hối lộ cho bộ côn đồ. Tiền hối lộ không mất đi mà chỉ chuyển tay từ đối tượng này qua đối tượng khác. Tô L chỉ cần gật đầu là coi như 100 triệu đô la gia đình Xuân Phúc Nguyệt Thu sẽ chuyển qua ngay, chuyển một cách ngon lành, khỏi làm gì cả, không cần làm gì mà vẫn có 100 triệu đô la để mà đối tượng bò giáp vàng tiêu xài, thì chỉ có Tô L mới làm được. Lù Trọng Thắng là coi như là có sống dậy cũng là chào thua. Bây giờ tất cả dòng họ Lù Trọng Thắng bắt được Xuân Phúc, quyền quyết định đang nằm trong tay của Tô L. Bắt hay là thả thì chỉ có Tô L mới quyết định. Cho nên cái đáng buồn nhìn ở trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Việt Cộng chỉ biết là gật đầu cho có lệ thôi. Bởi vì đối tượng bò giáp vàng quyết định ra sao thì những đối tượng này gật đầu lia lịa y như vậy. Coi như đối tượng Xuân Phúc đang nắm lợi thế với cọc tiền 100 triệu đô la của Trương Mỹ Lan và nhiều hồ sơ mật. Còn thêm Nguyễn Hòa Bình vừa ăn 11 triệu đô la tiền hối lộ của Xuân Phúc để mà mua cái ghế phó thủ tướng chính phủ. Người ta tiên đoán rằng khả năng Xuân Phúc Nguyệt Thu sẽ bị chìm xuồng, mặc dù gọi lên liên tục để làm rõ Trương Mỹ Lan hối lộ 100 triệu đô la, nhưng mà đã có thật. Nhưng mà coi như là bộ côn đồ và đối tượng Tô L cũng không dám khởi tố. Bởi vì sao? Bởi vì đối tượng Xuân Phúc Nguyệt Thu có tới 2-3 lớp áo giáp, cho nên không đụng tới được. Nhiều nguồn tin cho biết là vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu đã viết đơn để mà xin khắc phục hậu quả, tức là chuyển 100 triệu đô la tiền hối lộ của Trương Mỹ Lan cho bộ côn đồ, cho đảng. Cho nên họ tiếp tục, họ điều đình. Coi như là Xuân Phúc sẽ không bị khởi tố, không bị bắt.
bò giáp vàng chỉ cần mà đớp 8 cái cọc tiền 100 triệu đô la là gia đình Xuân Phúc và họ Xuân Phúc Nguyệt Thu sẽ sống suốt cả đời. Tô L phải suy nghĩ cho kỳ. Chưa chắc bắt được vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu. Nhưng mà bây giờ chỉ cần mà nhận 100 triệu đô la là coi như là đối tượng Tô L sẽ sống phẻ re suốt cả đời. Cần gì mà khởi tố vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu cho nó mệt. Cũng đâu có thù hằn gì đối với phe cánh của đối tượng Tô L giống như là Lù Trọng Thắng đâu. Cho nên phe cánh của Tô L cứ tạo điều kiện cho vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu đem 100 triệu đô la mà nhận của ả Trương Mỹ Lan để mà khắc phục hậu quả cho bộ côn đồ. Lisa nghĩ là phải cần làm. Ghê gớp thiệt. Để quý vị thấy. Trong một đất nước nó như vậy đó. Không thể tưởng tượng được. Bản tin kế tiếp là vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu đưa 11 triệu đô la cho đối tượng Nguyễn Hòa Bình để mà chạy cái ghế phó thủ tướng chính phủ. Một tin trong Trung ương báo cho biết là vợ chồng Xuân Phúc Nguyệt Thu đã tới tận nhà của đối tượng Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Bình Tòa Án, để mà hối lộ cho 11 triệu đô la nhằm chạy cái ghế phó thủ tướng chính phủ. Nguyên nhân đơn giản là để chạy án cho gia đình Xuân Phúc Nguyệt Thu, để vợ chồng con cái Xuân Phúc Nguyệt Thu khỏi phải đi tù. Xuân Phúc hối lộ cho Bình Tòa Án 11 triệu đô la, thì coi như Bình Tòa Án sẽ giành được cái ghế phó thủ tướng, sẽ tiếp tục bao che, chạy án cho gia đình Xuân Phúc Nguyệt Thu. Bình Tòa Án có cả đường dây trong viện kiểm sát, từ ban bồi thẩm đoàn cho tới luật sư, công tố viên và côn đồ Việt Cộng, cho nên chạy án rất là dễ dàng. Bình Tòa Án này mà muốn ép vụ án nào chỉ cần ra lệnh tái điều tra, lấy cớ chưa đủ bằng chứng hay có chi tiết mâu thuẫn rồi cho ngâm vụ án là coi như xong. Khỏi ai điều tra được là thủ phạm thoát án. Bởi vì tái điều tra thì đâu biết tới khi nào mới là xong. Đây là chiêu rất quen thuộc trong ngành tòa án. Bây giờ tao không cho điều tra, coi mày truy tố ra tòa kiểu gì. Bình Tòa Án đã 66 tuổi, quá tuổi làm phó thủ tướng. Nhưng mà nhờ tiền hối lộ của Xuân Phúc cho nên đã mua được cái ghế phó thủ tướng. Cứ có tiền là đối tượng Tô L cho lên chức vù vù. Coi như là bò giác vàng đang là đầu sỏ của đường dây mua quan bán chức. Muốn lên chức gì chỉ cần có tiền là coi như được. Bình Tòa Án đã lên phó thủ tướng rồi. Thì vụ án Xuân Phúc Nguyệt Thu coi như khép lại. Không có cách nào bắt được gia tộc của Xuân Phúc Nguyệt Thu đâu. Phe cánh Việt Cộng sẽ bao che cho nhau. Mật tin đã báo cho Lisa như vậy. Và Lisa đã nói rồi. Đối tượng Tô L là đối tượng kêu bằng siêu tham nhũng. Chỉ cần có tiền là vụ án lớn nhỏ gì cũng sẽ qua hết. Cho nên những ai mà hô hào ủng hộ đối tượng bò giáp vàng, bây giờ gây hại cho toàn dân. Đối tượng bò giáp vàng ăn tiền hối lộ rồi thả ra hết, chứ có làm được trò trống gì. Mật tin nghe được là sắp tới còn thả luôn cả Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm, Nguyễn Duy Linh, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và kể cả chung con. Miễn là có đủ tiền chung chi hối lộ cho đối tượng bò giáp vàng. Cứ có tiền là ok hết. Anh em đồng chí tốt, không tiền hối lộ là chết rụt xương trong tù. Đối với Cộng sản là như vậy. Một tin nghe được là Tô L đã lên tổng bí thư thì muốn làm vừa lòng ở Đức. Cho nên một tin nghe được là sẽ thả Trịnh Xuân Thanh về Đức để nói lại quan hệ ngoại giao giữa Việt Cộng và Đức. Coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Vấn đề là lợi ích của đối tượng Tô L. Bây giờ Việt Cộng đã cử phái đoàn đi đêm qua bên nước Đức để mà nhá tín hiệu với thủ tướng của Đức, coi ông ta chịu dằn xếp hay không. Nếu được thì sau Tết 2025 là có thể sẽ thả Trịnh Xuân Thanh để mà về Đức. Lúc đó Trịnh Xuân Thanh sẽ đàng hoàng về Đức theo con đường ngoại giao, y như là nguyên thủ quốc gia, được báo chí truyền thông đổ xô để mà săn đón ngay tại phi trường. Tô L đâu có thù hằn, cũng đâu có thanh trừng phe cánh như Lù Trọng Thắng, thì đâu cần phải bắt giam coi như là Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Vũ Nhôm để làm gì cho mà. Chỉ cần có đủ tiền hối lộ là thả tù. Nhưng mà tù chánh trị như là Trần Quỳnh Duy Thức, như là thầy Dương Tuấn Ngọc, như là ông Vương Văn Thà, thì đối tượng Tô L sẽ giam suốt đời chứ không có thả ra. Quan chức tham nhũng thì thả ra để ăn tiền chung chi hối lộ, còn tù nhân chánh trị là giam suốt đời. Đối tượng Tô L cứ thả hết tù, ăn tiền hối lộ càng nhiều càng tốt. Cho nên mọi người mà nói rằng đối tượng bò giáp vàng này lên thì coi như là thay đổi cục diện,
Nhưng mà hãy chờ đợi đấy.